Nay mình sẽ giới thiệu một bộ phim hoạt hình, Tẩu thoát đến Phi Châu. Lúc nhỏ, Alex là một đứa trẻ thích nhảy nhót, cậu không học được cách cắn, chỉ biết xoay tròn và nhảy nhót không ngừng nghỉ. Trong đàn, có một con sư tử tên Ma Cung Ga, ông luôn muốn đánh bại bố của Alex để làm thủ lĩnh. Trước sự khiêu khích, ông bố không sợ mà dùng cảm ứng chiến, nhưng khi quay lại, đã không thấy con trai đâu. Alex dính bẫy của thợ săn và bị bắt đi, trên đường còn vô tình bị rơi xuống biển và trôi đến New York. Lúc nhỏ, Alex đã bị đưa đến sở thú trung ương như thế, diễn biến cuộc đời của sư tử bắt đầu. Cũng từ đây, cậu cũng quen được những người bạn tốt. Sau đó, tình cờ đến Madagascar và lại quen một nhóm bạn mới, Vượn Cáo. Vượn Cáo cũng giúp Alex, họ chuẩn bị máy bay để mọi người trở về thành phố. Ở cùng với họ còn có quốc vương của loài Vượn Cáo. Hiển nhiên, bốn con chim cánh cụt sẽ đảm nhận công việc của đội bay, trông có vẻ không đáng tin, nhưng lại làm tốt không ngờ. Chỉ là máy bay không quá tốt, chưa bay được lâu đã hết xăng, Sir Skipper đành phải hạ cánh. Máy bay rơi xuống đất bình an, nhưng máy bay hư hỏng rất nghiêm trọng và phải mất nhiều thời gian để sửa. Xem ra, tạm thời đành phải ở đây đợi một thời gian. Chính lúc này, một chiếc xe tham quan dã ngoại đi qua, Alex liền vội vã đuổi theo, muốn xin viện trợ từ họ. Ai ngờ, lại gặp phải bà già khó tính trước đây đã từng ra tay với cậu. Hai bên giao chiến trong tích tắc, cuộc chiến kết thúc, Alex bị hạ gục nằm dưới đất, bà lão khải hoàn, lên xe rời đi. Tuy nhiên, cũng vì thế, những người bạn rất nhanh đã tìm thấy tộc người của mình ở đây. Thủ lĩnh của vạn vật, sư tử Zuba có vẻ lại không hoan nghênh họ gia nhập, cho đến khi vợ ông xông đến phía trước Alex, nắm lấy tay cậu, có một vết bớt giống với của Zuba. Lúc này, ông mới nhận ra, Alex chính là cậu con trai mất tích năm đó. Sau đó, Marty cũng tìm thấy đồng loại của mình, họ nói cùng một ngôn ngữ loài ngựa, hoa văn trên người cũng giống nhau. Còn Melman rất hoảng sợ, vì không có bác sĩ nào trong số những con hươu cao cổ, khi ốm khi ở trong hang chờ chết, khiến cậu cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhưng lâu dần thành quen, cậu trở thành bác sĩ phù thủy trong đàn. Gloria lại vui vẻ hơn, vừa mới chuẩn bị tìm bạn trai để sinh con đẻ cái, lúc sau liền tìm thấy bộ lạc hà mã, có quá nhiều hà mã đực để lựa chọn. Bên phía bầy sư tử, họ đang chào mừng Alex trở về. Ma Cung Ga bắt đầu lên kế hoạch của mình, nói dối rằng những con sư tử khác cho rằng Alex không thể là thành viên của bầy, vì không được làm nghi lễ, như thế thật là phi lý. Cho nên Zuba sẽ tổ chức một nghi lễ chính đáng, đón con trai mình về nhà. Nhóm chim cánh cụt lại đặt mục tiêu lên chiếc xe tham quan, chuẩn bị trộm xe để chữa máy bay. Tiền, sau đó cướp chiếc xe tham quan, đến bà lão khó tính kia cũng bị đá xuống xe. Bà lão rất đáng ngờm, ai cũng hiểu rõ như ban ngày, vì thế mọi người sẵn sàng đi theo bà. Không ngờ trong rừng còn có những người khác gặp nạn như họ, mọi người tụ tập lại, bà lão bắt đầu cổ vũ họ phải đồng tâm hiệp lực, chiến thắng thiên nhiên, xây dựng lại ngôi nhà của mình. Khi đó, bóng của bà đang giơ cao ngọn đuốc, in trên cây giống như tượng nữ thần tự do, mọi người lập tức bùng lên ý chí chiến đấu. Lúc này, mắt to đáng yêu từ ngoài biển bò vào, phía sau còn có một con cá mập đuổi theo. Bởi vì nó khiến quốc vương Vượn Cáo cảm thấy quá phiền, nên mắt to đã không được đưa lên máy bay cùng, đành phải bơi dưới đại dương. Về nhóm chim cánh cụt, chúng đã tìm thấy trang bị, chuẩn bị bắt đầu công việc sửa chữa máy bay, nhưng rõ ràng nhân lực không đủ. Do đó, chú khỉ đã liên kết với bà con ở đó đến giúp đỡ, như thế công việc sửa chữa máy bay mới chính thức được bắt đầu. Lúc này, Ma Cung Ga đã tìm đến Alex, nhờ cậu lựa chọn ra một đối thủ cường tráng vô địch, còn nói với cậu, cuộc chiến cũng giống như khiêu vũ. Kết quả đến ngày thi đấu, Alex thật sự nhảy nhót ở trên hiện trường thi đấu, dẫn đến việc bị thua cuộc đọ sức đó, còn bị đội cho chiếc mũi cực kỳ hài hước, sau đó bị trục xuất. Zuba không chịu đựng nổi việc con trai sẽ rời xa mình lần nữa, sau đó quyết định trục xuất cùng cậu. Zuba hết sức của trách Alex, thậm chí trong lúc nóng giận đã nói Alex không phải một con sư tử thật sự, khiến Alex rất đau lòng. Người đau lòng còn có Melman. Trong lúc điều trị cho bệnh nhân, cậu trò chuyện với những người bạn đồng hành. Được biết, trước kia trong bầy có một thầy thuốc phù thủy, những đốm nâu trên người rất giống cậu, hai ngày sau người đó không còn nữa. Melman sợ hĩa tột độ, tưởng rằng mình chỉ còn sống được có 48 tiếng, điều này khiến tâm trí cậu rối bời. Marty vốn định thể hiện kỹ năng đặc biệt của mình trước mặt bạn bè mới, ai ngờ giây sau tất cả ngựa vằn đã có thể bắt chước y hệt, khiến cậu nhận ra mình không hề có tài nghệ gì đặc biệt cả, đến hoa văn cũng giống hệt với mọi người. Hiện giờ, dường như trừ Gloria hạnh phúc vì tìm được bạn trai ra, thì những người khác đều không vui. Melman thậm chí còn rất tức giận, khi nghe Gloria nói muốn tính chuyện tốt với bạn trai, cả hai lập tức cãi nhau và hậm hực bỏ về. Alex muốn khuyên nhưng không nổi, liền làm nhảm với Marty. Không ngờ, con ngựa vằn bên cạnh lại không phải Marty. Vì bản thân không nhận ra được mình, Marty cũng rất đau buồn, Alex cũng vô cùng đau lòng.
Ngày tồi tệ nhất mà mình phải trải qua trong đời thì Marty lại không ở bên cạnh. Marty lại hiểu nhầm thành Alex ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Do đó, hai người cũng cãi nhau to. Menman đào một cái hố và nằm vào trong đó, chuẩn bị chờ chết. Hưng cậu lại gặp quốc vương vượn cáo. Sau khi quốc vương vượn cáo biết chuyện về Gloria, bắt đầu cổ vũ Menman. Nếu cuộc đời đã là phù du, thì tại sao không lựa chọn tỏ tình, không để lại hối tiếc? Menman nghe xong, quả thật sôi sục nhiệt huyết. Nhưng khi thấy Gloria và bạn trai đang yêu đương nồng thắm, cậu vẫn đau buồn. Trước mắt, lời tỏ tình liền biến thành cảnh cáo Motomoto. Gloria đứng bên cạnh nghe có chút cảm động, thì ra Menman lại hiểu mình như thế. Hôm sau, một sự việc mà mọi người không ngờ tới đã xảy ra, con sông đã cạn sạch, ma cung ga lại muốn đánh nhau để giành nước uống. Không cần nghĩ, cuối cùng sư tử sẽ được uống nước, vậy còn những động vật khác thì sao? Alex sau khi nghe xong, chủ động đứng ra, nói mình có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề, cậu sẵn sàng bước ra khỏi khu bảo tồn và đi ngược dòng để tìm ra vấn đề. Trước khi đi, cậu đến tìm bầy ngựa vằn, xin lỗi và tạm biệt Marty. Marty rất cảm động và quyết định sẽ cùng mạo hiểm cùng với Alex. Lúc này, các động vật cũng rất bận rộn, họ đào xuống lòng đất xem có thể tìm được nguồn nước không, kết quả lại đào được cả một núi vàng và kim cương. Mọi người rất tuyệt vọng, đối với họ mà nói, đây chỉ là một đống rác bỏ đi. Quốc vương vượn cáo cũng không ngần ngại, bắt đầu làm việc, nói gì mà cúng tế thần nước trong núi thì có thể khôi phục nguồn nước. Menman nghĩ, dù sao mình cũng không sống được bao nhiêu ngày, liền chủ động đứng ra tình nguyện hiến tế. Gloria vội vã đuổi theo khuyên ngăn cậu, nhưng Menman đã quyết tâm, nhân tiện còn tỏ tình với Gloria. Ma Cung Ga lại nói với Zuba, Alex đã chạy ra khỏi khu bảo tồn, chỉ để chứng minh bản thân với bố. Zuba nghe xong lập tức đi tìm con trai. Alex và Marty đến thượng nguồn, mặc dù tìm được nguồn nước, nhưng họ cũng phát hiện ra bà lão khó tính và đám người đang dựng đập chắn nước. Lúc nói chuyện, họ cũng bị con người phát hiện, Alex không cẩn thận bị bắt. Lúc này trên miệng núi lửa, Menman suýt chút nữa nhảy xuống thì được Gloria cứu. Hai người vượt qua cách biệt chủng tộc và thành thật với nhau, cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. Họ vội vàng gia nhập với Marty đi ứng cứu Alex. Bên kia, Zuba cũng kịp thời xuất hiện, cứu con trai đang bị quay trên đống lửa. Đối mặt với nòng súng, Alex bắt đầu màn biểu diễn của mình như khi còn ở sở thú. Đó là màn biểu diễn độc nhất vô nhị. Chốc lát, mọi người liền nhận ra Alex và biết cậu vô hại, họ mới buông vũ khí xuống. Lúc này, máy bay vội bay đến, không chỉ cứu cha con Alex, mà còn phá vỡ đập ngăn nước của họ, nguồn nước được khôi phục. Cùng lúc đó, mắt to đáng yêu đem theo cá mập đến miệng núi lửa, chân ngáng con cá mập rơi xuống biển dung nham, vừa vặn nguồn nước từ sông chảy mạnh ra. Quốc vương vượn cáo mừng rỡ, nghĩ là do công lao của mình. Quay trở về bầy, đầu tiên Alex trao cho Ma Cung Ga chiếc túi đeo tay của bà lão, sau đó đẩy bà lão khó tính ra ngoài. Do đó, Ma Cung Ga đã bị bà giáo huấn một trận. Cuối cùng, cha con Zuba quay trở lại vị trí vua sư tử. Kết phim, chim cánh cụt đại ca kết hôn với cô búp bê, còn để Zuba làm chủ hôn lễ giúp chúng lái máy bay đi hưởng tuần trăng mật. Có vẻ các động vật vẫn phải ở trên thảo nguyên một thời gian. Dưới ánh hoàng hôn, mọi người bước đi cùng nhau. Marty muốn trêu đùa Alex, nói mình không phải Marty. Alex không dễ bị lừa, cậu nhìn thấy vết răng cắn của mình lúc ban đầu trên mông Marty, xem ra sau này đây sẽ là cơ sở để cậu phân biệt Marty với đám ngựa vằn. Có lẽ đây mới chính là bạn bè, giữa hàng triệu con ngựa vằn giống y như nhau, cuộc sống mỗi người giống y nhau, nhưng cũng không khác nhau. Bản tính hung dữ của sư tử đôi khi cũng không đáng bằng một điệu nhảy, diễn linh tinh cũng có thể sống sót. Ngay cả khi hoa văn ngựa vằn giống nhau, cũng có thể nhìn ra điểm khác biệt. Mỗi người đều có điểm duy nhất của riêng mình, chỉ cần dùng đôi mắt tinh tế để nhìn ra, phóng đại ưu điểm của bản thân một cách hợp lý, cũng có thể sống một cuộc sống tuyệt vời. Con người sinh ra không giống nhau, mà mỗi người có cuộc sống tuyệt vời của riêng mình. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.